Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe đạp Nhật Cần Thơ. Hôm nay mình quay video giới thiệu với các bạn một con xe cuộc. Con xe cuộc thì cái dòng này nó xài một đĩa sườn thép. Độ mới của nó thì còn trên 85%. Khung sườn cả thứ là còn mới trên 85%. Để lát mình quay cận cảnh thì các bạn sẽ thấy. Con này 7 tốc độ nhé. Sườn thép, mình nhắc lại cấu hình này, sườn thép, xe 7 tốc độ, bánh 700C. Size 48. Ống đứng 48, ống ngang là 53, 52 rưỡi, mình có lấy tròn là 53 tâm thế tâm. Ống đứng 48. Ống ngang 53 tâm thế tâm. Xe là mới trên 85%, còn rất mới. Đây, cái này là cái tay đè của nó đây, Shimano này, tay đè Shimano này. Đó, quay cái bộ đầu cho mọi người xem. Cái này thì hai tay thắng phụ nhé. Thắng phụ thì nếu bình thường mình đây, nó quay ở cái hướng này. Quay hướng này, nếu các bạn mà chạy cầm ở đây thì mình biến nó thành một cái xe đầu ngang, y hệt chạy xe tay ngang thôi. Đó. Còn ví dụ lúc nào muốn chạy đua hoặc là chạy ấy thì các bạn cầm lên đây, có 3 tư thế cầm. Cầm lên đây thì để rà người xuống núp gió, hoặc núp nữa thì cầm xuống dưới này. Đây. Các cái tư thế cầm của cái này. Tư thế này là nằm xoài ra chạy núp gió này, cái này cũng vậy này. Còn cái này thì lùi về đây thì đứng người lên, đó, thong dong chạy tà tà cà phê với lại chạy dạo bộ thì như vậy. Đây thương hiệu xe đây nhé. Đây, tên thương hiệu đây. Đó đây, logo của nó phía trước. Nó sơn thì nó như vậy đó. Hàm thắng cuộc. Toàn bộ sơn này là cái kể cả là hàm thắng này là sơn zin của nó nhá. Đầm màu xanh hết. Đây, bữa nay ánh sáng đẹp thì mình quay thật kỹ để các bạn nhìn. Cái sơn này là sơn của nó. Mấy chỗ này là do vận chuyển thì nó chảy lụa, không đáng kể. Đó, mình quay nghiêng máy này là nó rất kỹ này, nó nước sơn nó như vậy này, tuyệt vời luôn. Bên ngoài mới trên 85%, xe còn cực chất. Đó, nước sơn đấy. Ở góc máy nghiêng này là các bạn nhìn rất rõ. Đĩa của nó đây, nhôm nhé. Cái màu này là màu ấy nhá, màu nhớt nhá. Đó, cái clip của nó là còn ok lắm. Bao là không han gỉ. Đó, cái màu nhớt mình không có thời gian mình ấy, mới về là mình quay lên này thôi. Clip là đây là các cái clip đầu răng còn nguyên, không có han gỉ. Lau đi là hết rồi. Đó, đây. Dính dầu không hả? Đó, thắng đây. Đó, vừa rồi mình đã quay mấy cái bộ phận cho mọi người xem. Thì con xe này á thích hợp cho những cái các bạn là ưa cái sự đơn giản. Bởi vì thực chất nếu mà các bạn chạy không có leo đèo leo dốc hoặc không có chạy địa hình nhiều ấy, mà chạy với mục đích là mình đặt tà tà đường bằng thì chạy dòng này là phù hợp nhất. Xe có một đĩa, thiết kế cho chạy trong đường phố. Tuy nhiên nói như vậy thì không có nghĩa là nó không leo dốc được. Bởi vì với 7 tốc độ thì những cái đĩa lớn nó vẫn leo dốc bình thường. Dốc cầu, những cái dốc mà không quá ấy, dốc bình thường thì nó vẫn leo tốt. Đó.
cái đây này, cái giò đĩa này là còn ngon lắm đó. Thấy không, răng líp còn mới. Cái này là nó còn cái dầu, nó bám dầu á, nhìn màu nó vậy. Tại cái nào mà còn mới, mình nói còn mới rồi đó. Các bạn nhìn cái líp đen, cái líp líp cái vòng đen ngoài đấy, nó còn như vậy đấy. Bên trong là nó bám dầu thôi. Xe về nhiều mình không có thời gian trà. Nó còn thấy dầu, thấy kiểm tra nó còn ok đây này. Thực tế là nó chạy đấy, cực mượt luôn này. Cho nên mình để luôn, mình không có. Xe mình về nhiều lắm, không có thời gian mà ngồi mà chà hoặc là rửa. Các bạn cứ để lại chạy, mình có kiểm tra rồi. Nếu mà nói thì mình đã cân chỉnh rồi. Xe này còn ok đây này. Đó. Bây giờ mình sẽ quay cái sang hướng bên này. Thì cái xe này thì cái chỗ mình quay thì nó không có rộng, nó toàn bị loạn sáng không à. Nên bắt buộc phải xoay cái chiều này thì mới quay được cái phía bên này. Thì các bạn hết sức thông cảm, mình phải dừng. Đó. Con xe này rất đẹp nhé. Mình xin nhắc lại là có một số bạn thì cứ nghĩ là xe này là xe dòng cổ điển, nhưng không phải nhé. Xe này là xe đua đời mới bây giờ. Hàng nghĩa địa, hàng bãi Nhật. Dáng con này thì rất đồng thanh đồng thủ, đứng 48, ngang 53, nhìn rất đẹp. Đây, mình cứ giữ cái khung hình hình này hơi lâu để các bạn theo dõi này. Đầy đủ tiện ích. Đây. Đó. Nước sơn tuyệt vời luôn, mới trên 85%. Các bạn cứ nhìn nước sơn thì biết thôi. Xe không móp méo, không bao, không cấn móp. Này, ánh sáng nó tốt, mình sẽ quay nghiêng kiểu này là các bạn nhìn thấy toàn bộ. Đó, đây, nước sơn còn mới này. Đây. Đó, hàng Nhật bãi. Cái tem này mình nói đã rất nhiều rồi. Đấy, cái ở cái xe này thì cái màu này là người ta dán cái màu tem vàng. Đó. Đây. Chi ly từng tí một. Đây, cái nó còn ngon, nó còn đen bóng này, đó. Đó còn sáng chơi vậy, đen chơi vậy. Đây. Đây, mình quay cái bộ đầu ở cái góc này cho mọi người xem. Ok. Đó. Để test cái chớn nhé. Các bạn thông cảm, bắt cái máy vô cái giá này. Một hai bữa nữa thì cái chân mới nó về rồi, nó sẽ có thể mình gắn cầm chân mình quay luôn. Chớn rất ngon, xe còn chớn ok lắm. Nó chớn nó còn ngon như vậy đó. Xe nó còn nguyên cả cái con ốc bảo vệ ấy này, đó. Nguyên bụi Nhật này. Còn nguyên cả con ốc này. Tất cả cái con ốc đó, nó còn nguyên. Xe cực chất luôn. Rồi, ok. Thì mình nhắc lại lần nữa là sườn thép. Tổng thể xe là còn mới trên 85% như mình vừa quay các bạn biết rồi đấy. Xe này thì chiều cao mình 1m6 trở lên là bươn được rồi ha, là chạy được rồi ha.
mét 6 mét 7 chạy là được rồi, tại nó size 46 48 là mét 6 chạy cỡ đó là ok. Mét nó dao động từ mét 6 tới mét 75 là chạy tốt. Thì nó phù hợp chạy ở cái cà phê, cà pháo rồi chạy tập thể dục là tuyệt vời. Xe ngon, giá rẻ. Đây, như thường lệ thì mình quay lại cái số điện thoại của mình. Các bạn xem video thì thường cố gắng xem hết video để ghi lại cái số điện thoại này. Và nhiều bạn bình luận là xin số điện thoại, trong khi đó thì số điện thoại mình để cuối video này mình quay này, rồi có để ở phần tựa đề này, ở tiêu đề đó, hoặc là dưới phần mô tả đều có găm cái số điện thoại này. Rồi ok, vừa rồi mình vừa giới thiệu xong con xe cuộc hàng nội địa Nhật. Bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới nhất. Các bạn xem video thấy hay, có ích thì vui lòng đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông rồi chọn tất cả để theo dõi được các cái nhận được các thông báo khi mà shop đăng video mới lên, thì YouTube người ta sẽ thông báo cho các bạn. Còn có những trường hợp các bạn bấm đăng ký rồi nhưng mà không nhấn chuông, không chọn tất cả thì YouTube người ta cũng không có thông báo cho các bạn biết. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại nhé.